cách trung tâm thành phố Huế chưa đầy 10 km, La Chữ là ngôi làng cổ hơn 650 tuổi thuộc thị xã Hương Trà. Những ngôi làng ven Huế từ lâu đã có sự phân công nhau để gieo trồng những sản vật cho kinh đô xưa. Có làng trồng hoa, có làng cấy lúa, có làng trồng cây ăn trái, trong đó La Chữ là làng trâu. Ngày nay, người dân La Chữ sống chủ yếu nhờ vào nông nghiệp gắn với việc thâm canh các loại hoa màu, cung cấp rau sạch cho thành phố Huế và các vùng lân cận. Đặc biệt, ở La Chữ có cây đặc sản là củ kiệu. Tuy mới nhỏ nhưng những ai đã từng thưởng thức món đặc sản này sau khi qua chế biến đều khẳng định là củ kiệu ở đây ngon hơn những vùng đất khác bởi có vị cay nồng, thơm nên được nhiều người ưa chuộng. Theo cổng thông tin điện tử thị xã Hương Trà, về tên gọi La Chữ, kể từ khi lập làng đến nay, trải qua hơn 650 năm. Theo sử liệu của làng, những vị khai canh của làng khi đến đây đã thấy vùng đất bằng phẳng như tấm lụa và trải dài bên đầm nước mênh mông nên đặt tên cho làng là làng La Chữ. La có nghĩa lụa là, chữ là đầm nước, bến nước, phiên âm theo chữ quốc ngữ hiện nay chữ phải viết bằng dấu hỏi, là tấm lụa phẳng trải dài, phơi bên bến nước mênh mông. Nhìn từ trên cao, cảnh sắc ở ngôi làng hiện lên ấn tượng bởi sắc vàng của lúa chín, màu xanh của những ruộng trâu. Vừa qua, làng La Chữ cũng đã được độc giả Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn vào top 7 ấn tượng.